Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Armenia mới đây nói rằng chính sách chỉ dựa vào Nga để đảm bảo an ninh cho đất nước của ông là một sai lầm chiến lược. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica của Ý, Thủ tướng Nikol Pashinyan nói rằng Nga đã không đảm bảo an ninh cho Armenia trước điều mà ông cho là sự gây hấn từ nước láng giềng Azerbaijan đối với vùng ly khai Nagorno-Karabakh. Ông Pashinyan cho rằng Nga không coi đất nước của ông là đủ thân cận. Ông cũng tin rằng Nga đang trong quá trình rời khỏi khu vực Nam Caucasus. Do đó, Yerevan đang cố gắng đa dạng hóa các thỏa thuận an ninh của mình, theo Thủ tướng Pashinyan. Tiết lộ này được cho là một sự ám chỉ rõ ràng đến mối quan hệ của Armenia với Liên minh châu Âu và Mỹ, cũng như nỗ lực của Yerevan nhằm tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác trong khu vực. Ông Pashinyan nói, cấu trúc an ninh của Armenia 99,99% liên kết với Nga, bao gồm cả việc mua sắm vũ khí và đạn dược. Nhưng ngày nay chúng tôi thấy rằng, bản thân Nga cũng đang cần vũ khí và đạn dược cho cuộc xung đột ở Ukraine. Và trong tình hình này, có thể hiểu rằng dù có muốn, Liên bang Nga cũng không thể đáp ứng nhu cầu an ninh của Armenia. Vì vậy, ông Pashinyan nhấn mạnh, việc phụ thuộc vào chỉ một đối tác trong các vấn đề an ninh là một sai lầm chiến lược. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cuộc phỏng vấn nói trên của ông Pashinyan. Giữa Armenia và Azerbaijan đã nổ ra nhiều cuộc xung đột vũ trang trong 35 năm qua để giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh. Vùng này được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng là nơi cư trú chủ yếu của người dân tộc Armenia. Nga đã cử một đội quân gìn giữ hòa bình, gồm hàng nghìn người tới Nagorno-Karabakh vào năm 2020 như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tuần giao tranh, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và giúp Azerbaijan giành được phần lãnh thổ đáng kể. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Pashinyan cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai để duy trì thỏa thuận ngừng bắn đã không thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.